Đây là chiếc DJI Osmo Mobile 6 mình đã được trải nghiệm trong thời gian vừa qua. Và chiếc gimbal này mình mượn ở Tokyo Camera anh em nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại và nói chuyện với nhau một chút về những cái trải nghiệm của mình với chiếc gimbal này. Trên một cái góc nhìn là người sử dụng thì chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào khi mà sử dụng một chiếc gimbal cho điện thoại của năm 2022. Với cá nhân mình thì khi mà mình trải nghiệm xong chiếc gimbal này, mình thấy rằng là đây thực sự là một chiếc gimbal tốt nhất dành cho smartphone của năm 2022. Cho nên bây giờ anh em cùng mình đi trải nghiệm anh em nhé. Bây giờ thì unbox trước đã. Chúng ta sẽ có một hộp phụ kiện, trong này sẽ có túi để đựng gimbal cũng như là một cái sợi cáp để có thể sạc pin hoặc là truyền dữ liệu. Thì thường gimbal điện thoại chúng ta chỉ sử dụng để sạc pin thôi, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái thân gimbal, chúng ta sẽ có một cái mini tripod và cuối cùng sẽ là một cái ngàm để có thể kẹp điện thoại. Ok, đây vẫn là cái ngàm nam châm giống như là trên phiên bản Osmo Mobile 4 cũng như Osmo Mobile 5. Thì cái ngàm này theo mình thấy là nó đã khá là tuyệt vời rồi, khi mà họ cho chúng ta khả năng dính rất là chắc cũng như là kẹp điện thoại thì rất là chắc chắn, không có phàn nàn gì một chút gì về cái ngàm này cả. Quay trở lại với cả cái thân gimbal chúng ta ở đây thì mình cũng có khá là nhiều thứ để nói trên cái gimbal này. Đầu tiên là về cái ngôn ngữ thiết kế thì anh em có thể thấy này, nó gần như là không có gì khác biệt so với cả ngôn ngữ thiết kế so với cả DJI Osmo Mobile 5, đúng không nào? Mỗi thiết kế vẫn là dạng fold, dạng gập, có một chút gì đấy nó đơn giản nhưng mà nó cũng rất là tinh tế và phải nói là rất là đẹp. Với cái màu này, màu xám đen được kết hợp với cả cái viền chi tiết màu cam, nó rất là đẹp và mình cực kỳ thích cái màu này anh em ạ. Trông nó có vẻ gì nó nam tính hơn là so với cả phiên bản màu hồng năm trước của DJI Osmo Mobile 5, đúng không nào? Quay trở lại với cả thiết kế thì em này được sử dụng hoàn toàn vật liệu vỏ bằng nhựa anh em nhé. Thì với cái vỏ này, vật liệu nhựa khá là cao cấp này thì mình thấy là nó đủ cái độ chắc chắn cho chúng ta rồi, để có thể gọi là tránh được những cái tình trạng rơi vỡ các thứ. Tiếp theo nữa là trên cái phiên bản này có một số cái sự nâng cấp nhỏ như sau. Em nó sẽ được thêm vào đây là một cái vòng zoom. Đấy, cái vòng bên cạnh này em có thể thấy. Thì mình nhớ không nhầm, trên phiên bản DJI Osmo Mobile 1 chúng ta cũng đã có một cái vòng zoom như thế này, nhưng mà nó kích thước nó lớn hơn và nó không có cái nút bấm. Thì bây giờ đây, cái vòng zoom này bây giờ thêm cho chúng ta là cả nút bấm cũng như là thiết kế nhỏ nhắn hơn, xinh xắn hơn. Tiếp theo ở phía mặt trước sẽ là một cái phần màn hình, và cái phần nút mode kiêm nút nguồn nó được đặt trong cái phần màn hình này luôn. Đấy, thì cái màn hình này nó hiển thị những cái gì? Nó hiển thị cho chúng ta là cái dung lượng pin, nó hiển thị cho chúng ta cái kết nối, cũng như là hiển thị cho chúng ta cái chế độ mà chúng ta đang sử dụng. Thì ở đây nó có khá là nhiều chế độ, một chế độ là follow các hướng này, một chế độ là chỉ follow theo chiều ngang, và một chế độ là FPV, cuối cùng sẽ là chế độ roll 360 để chúng ta quay những shot phim mà xoay tròn như này này. Đó là với cái màn hình. Tiếp theo bên dưới chúng ta sẽ có một nút rec, vẫn rất là quen thuộc mà thôi, đúng không nào? Trên thân gimbal bắt buộc phải có nút này rồi. Và một cái nút xoay, thì ở đây chúng ta sẽ có thể là xoay camera hoặc là xoay hướng điện thoại. Điện thoại thì mặc định là sẽ là một cái hướng chiều dọc, chúng ta có thể ấn hai lần để xoay ra chiều ngang anh em nhé. Cuối cùng sẽ là một cái joystick. Với cái joystick này để chúng ta có thể điều chỉnh hướng của cái điện thoại, của cái gimbal, cũng như là chúng ta có thể kết hợp để sử dụng để roll 360 luôn, rất là hợp lý. Tiếp theo ở phía cạnh sau anh em có thể để ý, đằng sau chúng ta sẽ có thêm một cái nút trigger để chúng ta có thể ấn vào đây và bắt buộc là máy lúc này phải follow theo. Tiếp theo nữa thì bên trên thì sẽ có một cái phần bản lề bằng hợp kim nhôm anh em ạ. Trông nó rất là chắc chắn, đúng không nào? Và với cái chiếc gimbal này có một cái rất là hay, đấy chính là mình không cần thiết phải dùng nút nguồn để bật lên, mà mình chỉ cần mở nó lên thôi. Đây anh em có thể thấy, đóng vào nó tự tắt, và mình mở nó lên này, nó tự động bật, rất tiện đúng không anh em, tiết kiệm thao tác của chúng ta rất là nhiều. Và cuối cùng thì ở bên này chúng ta sẽ có một cái khe để chúng ta có thể luồn cái dây đeo tay qua đây, đeo vào cho nó chắc chắn. Cạnh bên này chúng ta sẽ có là một cái cổng USB Type-C để có thể sạc, và chúng ta sẽ bắt buộc phải sạc trực tiếp trên thân máy chứ không được sạc tháo pin ra rời anh em nhé. Và nói qua nói lại, bỗng chốc là chúng ta quên đi mất rằng là chiếc gimbal này nó có thể biến thành cả một cái gậy selfie nữa. Đây. Wow. Đó, anh em thấy chưa? Chúng ta có thể kéo dài như thế này. Và lúc này chúng ta hoàn toàn có thể tạo những cái short film của riêng mình khi mà chúng ta đi du lịch. Rất là nhiều người có thói quen du lịch một mình và muốn ghi lại những cái thước phim, nhưng mà không thể nhờ ai quay được. Và đây sẽ là giải pháp, nó cho chúng ta một cái chất lượng quay đẹp, hình ảnh mượt hơn và nhiều cái short film kiểu chất lượng hơn nữa. Đó là về nói qua một chút về cái gimbal. Và để sử dụng cái chiếc gimbal này với điện thoại, chúng ta sẽ phải tải một cái app tên là DJI Mimo. Thì có thể anh em tìm hiểu qua về cái dòng DJI Osmo này, anh em có thể đã biết được rồi, đúng không nào? Cái app Mimo đấy nó dùng cho tất cả các cái dòng DJI Osmo luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là lắp điện thoại lên anh em nhé, để cho anh em có thể xem qua cái thao tác lắp của mình như thế nào. Mình thấy rằng là đây là một chiếc gimbal mà nó gần như là nó khá là phù hợp dành cho những người mới chơi. Lý do vì sao? Bởi vì là cái thao tác cân lắp máy ấy, nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc cân làm sao áng chừng thôi, không nhất thiết là phải chuẩn xác. Chỉ cần áng chừng thôi là cái lẫy này nó vào giữa cái mặt lưng điện thoại.
lúc này chúng ta hoàn toàn có thể lắp lên được rồi. Và trong quá trình chúng ta lắp ấy, anh em có thể để ý này, ở phía bên trên này nó có cái hướng chỉ camera, thì chúng ta nhớ là chỉ về đúng cái hướng camera của chúng ta nhé. Đây, đó, vậy là xong. Bây giờ kéo nó về giữa. Ở bên trong này thì có đệm cao su rồi, cho nên chúng ta không phải lo rằng nó sẽ cào xước điện thoại của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp lên này, đặt lên vào đúng cái mấu này này. Ok, rất đơn giản, và chỉ vậy thôi là xong. Và cái điều này thì nó cũng khắc phục được hoàn toàn cái điểm yếu của phiên bản DJI Osmo Mobile 5 đời trước, đó chính là cái phiên bản đời trước chúng ta bắt buộc phải cân chỉnh chính xác thì nó mới mang lại khả năng chống rung tuyệt đối. Thì bây giờ đây chỉ cần áng chừng mà thôi, họ đã mang lại cho chúng ta một cái khả năng gọi là chống rung rất là bá đạo rồi anh em ạ. Và chúng ta không nhất thiết là phải bắt buộc phải vào trong app và calibration lại một cách chính xác hoàn toàn nữa. Tất nhiên là cái việc calibration nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là có một cái độ toàn diện tốt hơn trong khi chúng ta sử dụng. Nhưng mà với mình thì một cái người mà thích kiểu làm mọi thứ nó thật là nhanh như thế này, thì mình nghĩ là mình chỉ cần lắp máy lên, gắn vào và đặt lên thân gimbal là xong. Lúc này mọi thứ đã sẵn sàng cho chúng ta để có thể bắt đầu một shot phim rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang tới một số các cái tính năng của chiếc gimbal này mà hãng họ có đề cập tới. Ví dụ một cái tính năng rất là quan trọng, đấy chính là tính năng Active Track 5.0. Active Track thì đã được ra đời từ khá lâu rồi và đã được cải tiến, bây giờ là đã tới 5.0 rồi anh em ạ. Và thực sự là họ cho chúng ta một khả năng tracking cực kỳ chính xác và thông minh. Với mình, khi mà mình trải nghiệm thời gian vừa qua thì mình thấy được rằng là với cái khả năng tracking này, nó follow theo một cách rất là mượt mà nó không bị kiểu quá là tốc độ, khiến cho cái shot phim của chúng ta mất đi tự nhiên. Thì với cái Active Track 5.0 họ đã làm điều đó. Thêm nữa là có một số cái lưu ý nhỏ mà chúng ta cần làm rõ với cái Active Track này, đấy chính là cái việc khi mà chúng ta tracking ở một vật thể, sau đó thì vật thể đó đi khuất và lại sau đó lại xuất hiện lại vào trong khung hình, thì lúc này cái tracking Active Track 5.0 này nó lại hoạt động hơi bị chậm một chút anh em ạ. Và có những lúc thậm chí là nếu mà không nhận diện được đúng vật thể đó thì nó không tracking theo luôn. Chúng ta sẽ bắt buộc phải check lại từ đầu và sẽ làm lại cái shot phim đó. Mình cảm thấy là hơi đáng tiếc ở khoản này một chút anh em nhé. Và có một thứ nữa chúng ta cũng cần làm rõ nữa, đó chính là về cái tính năng zoom ở trên cái vòng zoom bên cạnh này. Mình đã trải nghiệm qua, trong lúc mà chúng ta để ở màn hình chờ, chúng ta chưa bấm quay ấy, thì chúng ta có thể zoom thoải mái. Nhưng mà lúc mà chúng ta bắt đầu bấm quay rồi ấy, thì nó sẽ chỉ sử dụng được một ống kính từ trước lúc chúng ta bấm quay mà thôi. Ví dụ nhá, cái chiếc 13 Pro Max này nó đang có 3 ống kính. Một ống kính là góc rộng đúng không? Một ống kính là góc trung bình và một ống kính là tele. Thì ví dụ như là trước lúc mình quay mình để ở góc rộng, thì trong quá trình mình bấm quay, cái vòng zoom này nó sẽ chỉ hoạt động ở trong khuôn khổ là ống kính góc rộng đó mà thôi. Và cái việc chúng ta zoom lên lúc này, nó sẽ bắt buộc là phải scale cái khung hình từ cái ống kính góc rộng đó lên, chứ không phải là nó sẽ chuyển đổi qua lại giữa các ống kính với nhau một cách mượt mà như là sử dụng ứng dụng camera gốc của iPhone. Đó là một cái điểm hạn chế mình thấy nó khá là tiếc. Còn đâu thì cái việc chúng ta zoom trực tiếp như thế này nó đã rất là mượt mà rồi. Mà thật ra ấy thì DJI đã tích hợp thêm vào đây một cái tính năng gần như kiểu quick shot, đấy chính là Dynamic Zoom. Thì lúc này chúng ta thậm chí không cần dùng tới vòng zoom luôn anh em ạ. Tức là bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần bật cái Dynamic Zoom đó lên, chúng ta quẹt vào vật thể, chúng ta chọn vào vật thể, sau đấy chúng ta bấm quay và di chuyển ra hoặc di chuyển vào. Lúc này họ sẽ tự động tạo cho chúng ta một cái shot phim Dynamic. Oh, rất hay đúng không anh em? Nó chính là cái Dolly Zoom đấy anh em ạ. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình cũng đã nói khá là nhiều về những cái xung quanh gimbal rồi đúng không nào? Vậy thì không để anh em chờ lâu nữa, ngay bây giờ anh em cùng tới một vài short film mình từng trải nghiệm qua trên chiếc DJI Osmo Mobile 6 này, để xem em nó thực sự là mượt như lời đồn hay không anh em nhá. Và nhân tiện thì tới đây clip cũng đã hết mất rồi, anh em hãy theo dõi cái trải nghiệm của mình, cũng như là xin chào và hẹn gặp lại anh em. Nếu em cảm thấy video hay và hữu ích, đừng quên cho Tokyo Camera một like và một sub, cũng như là nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.